ơi, mình về được chưa? Chưa con, giờ này còn kẹt xe lắm. Kẹt xe hoài. Càng ngày càng kẹt. Lúc con nhỏ, 6 giờ, mình đã về tới nhà rồi. Ủa, tại sao vậy bố? Nhiều người dọn vào khu này nên đường xá càng ngày càng chật hẹp con. Sao họ không làm gì để cải tiến vậy bố? Đâu phải dễ đâu con. Trước tiên họ phải biết bao nhiêu người dọn tới khu này, rồi sau đó họ phân tích dữ liệu dân số. À, vậy cái này là giống Census 2020 đúng không bố? Mỗi 10 năm, thống kê dân số đếm tất cả mọi người sinh sống ở trên toàn quốc. Sau đó, nó được dùng để phân bổ tài trợ liên bang cho những thứ như trường học, cơ sở y tế và đường xá. À, nhưng mà bây giờ bố bận lắm. Mình hãy ghé trang 2020census.gov. Mình có nhiều thời gian mà. Bố coi xe đầy đường kia. Ok, mình làm vậy nha. Nè, bố lên trang này. Tìm hiểu thêm tại 2020census.gov.